Nhận được tin cụ này đã từ trần về với tiên tổ, địa viếng của con cháu Thông Gia ở Thái Bình là gia đình Thông Gia con rể Phạm Xuân Cường về xin được đặt vòng hoa thắp nén tâm nhang, xin được kính viếng hương hồn cụ để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt. Đoàn viếng xin được dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm xin được bắt đầu. Dạ vâng, xin được trân trọng và cảm ơn đoàn về thăm viếng xong, xin được kính mời cái đoàn trở về bàn trà xây nước chia buồn cùng tăng quyến. Nhận được tin cụ này do tuổi cao sức yếu đã từ trần về với tiên tổ, đoàn đệ viếng của hội đồng nghiệp Đúc KC là bạn của con Hương Cường về trước ninh sàn, xin được thắp nén tâm nhan, xin được kính viếng hương hồn cụ Mai Quốc Sủng về nơi an nghỉ cuối cùng và xin được chia sẻ nỗi đau mất mát cùng toàn thể trong tăng quyến vĩnh biệt cụ. Đoàn viếng xin được dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Một phút mặc niệm đã trôi qua, xin được trân trọng và cảm ơn đoàn về thăm viếng xong, mời đoàn trở về bàn trà xơi nước chia buồn cùng tăng quyến. Trở về thắp nén tâm nhan, xin được kính viếng hương hồn cụ, cầu chúc cụ về cõi vĩnh hằng được an giấc nghỉ cản thu và chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Xin trân trọng và cảm ơn, kính mời. Trở về đặt vòng hoa, xin được thắp nén tâm nhan, kính viếng hương hồn cụ Mai Quốc Sủng về nơi an nghỉ cuối cùng và xin được chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Xin được trân trọng và cảm ơn đoàn về. Trở về xin được đặt vòng hoa thắp nén tâm nhan, kính viếng hương hồn cụ Mai Quốc Sủng về nơi an nghỉ vĩnh hằng an giấc nghỉ ngàn thu và xin được chia buồn cùng gia đình tăng quyến vĩnh biệt cụ. Đoàn viếng xin được dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm xin được bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, xin được trân trọng và cảm ơn đoàn về thăm viếng, mời đoàn trở về bàn trà xơi nước. Gia đình nhớ xin được. Đệ viếng tuần nhân thơm của các cháu cựu học sinh trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc là bạn của anh chị Thắng Minh Oanh về xin được thắp nén tâm nhan, xin được nguyện cầu cho hương linh cụ về cõi vĩnh hằng an giấc nghỉ ngàn thu
và xin được chia buồn cùng gia đình tăng quyến, vĩnh biệt cụ, đoàn viếng. Xin được dành một phút mặc niệm, xin được bắt đầu. Xin được trân trọng và cảm ơn đoàn về thăm viếng xong, xin được kính mời đoàn trở về bàn trà xây nước chia buồn cùng tăng quyến. Kính thưa hương hồn cụ Mai Quốc Sùng, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa toàn thể tang quyến, chúng cháu là bạn học của Hương, con gái cụ, được tin cụ tuổi cao sức yếu về với tiên tổ, chúng cháu có mặt ở đây xin thắp nén hương thơm, mong cho linh hồn cụ yên nghỉ nơi suối vàng, kinh thiêng phù hộ độ trì cho gia đình, cho con, cho cháu. Thay mặt tập thể lớp 12B6 khóa 7982 trường Nguyễn Ngọc Quyến, chúng cháu xin có lời chia buồn cùng toàn thể gia đình và chia sẻ cùng tới bạn Hương cùng tất cả gia quyến. Một phút mặc niệm xin bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Mai Quốc Sủng, kính thưa gia tang, kính thưa ban tổ chức lễ tang, được tin cụ Sủng do tuổi cao sức yếu đã tạ thế bình an, chúng cháu đại diện cho gia đình Đình Nhài và gia đình ông Sùi có lén hương thơm đến kính viếng và chia buồn cụ. Trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng cháu được xin một phút mặc niệm vĩnh biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin được bắt đầu. Để viếng của công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Mạnh Dũng ở Vũng Tàu, đại em ma cậu của dâu trưởng Vũ Hồng, gửi lễ viếng lòng thành về thắp nén tâm nhang, xin được kính viếng hương nguồn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng và xin được chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Nhận được biết tin cụ qua đời, lễ viếng thành tâm của gia đình thông gia của Thắng Minh Anh, gia đình cháu Giang Hành về chức ninh sàng, dâng cho cụ vòng hoa tươi, chút lễ mọn đồng thành, cầu chúc cho cụ ra đi sớm siêu thoát, ăn giấc ngủ ngàn thu và chia buồn cùng toàn thể tăng quyến. Vậy gia đình và ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn quý vị đã có lòng về thăm viếng,
Mời quý vị ra nơi đón tiếp uống nước chia buồn cùng toàn thể tang quyến. Một gia sàng là đồng hương của con Cường Hương về xin được thắp nén tâm nhang, xin được kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng gia đình tang quyến. Gia đình trân trọng và cảm ơn. Thăm viếng xong xin được kính mời các bác trở về bàn trà xơi nước chia buồn cùng tang quyến. Đồng thành của các cháu tập thể lớp 12A6 trường Nương Ngọc Khuyến là bạn của Thắng về xin được đặt vòng hoa thắp nén tâm nhang, xin được kính viếng hương hồn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng và xin được chia sẻ nỗi đau mất mát cùng toàn thể trong tăng quyến. Vĩnh biệt cụ, đoàn viếng xin được dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Xin được trân trọng và cảm ơn đoàn trở về thăm ma viếng xong, xin được kính mời đoàn trở về bàn trà xơi nước chia buồn cùng tăng quyến. Cụ yên giấc nghỉ ngàn thu, phù hộ độ trì cho chúng cháu trên đời luôn được mạnh khỏe bình an. Cảm ơn của gia đình tăng chủ, sau khi thắp nhang làm lễ viếng xong, mời quý vị lui chân ra bàn trà uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Gia đình trân trọng và cảm ơn. Về thăm ma viếng xong xin được kính mời gia đình ở các bác trở về bàn trà xanh nước chia buồn cùng tang quyến. Để viếng của trung tâm văn hóa thể thao và thông tin Hữu Lũng Lạng Sơn về xin được thắp nén tâm nhang, kính viếng hương hồn cụ và xin được chia buồn cùng gia đình tang quyến. Gia đình xin được trân trọng và cảm ơn. Thăm ba viếng xong xin được kính mời đoàn trở về để đón tiếp của gia đình xơi nước. Trở về thắp nén tâm nhang, xin được kính viếng hương hồn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng và xin được chia buồn cùng gia đình tang quyến. Gia đình xin được trân trọng và cảm ơn. Thăm ba viếng xong xin được kính mời gia đình các bác về nơi đón tiếp của gia đình xơi nước. Mời đại viếng của lớp 12 văn hóa nghệ thuật Việt Bắc là bạn của Thắng trở về thăm ba viếng, trân trọng và kính mời. Trở về thắp nén tâm nhang, xin được nguyện cầu cho hương linh cụ về nơi an nghỉ vĩnh hằng được an giấc nghỉ ngàn thu, cũng như xin được gửi lời chia buồn tới gia đình tăng quyến. Gia đình xin được trân trọng và cảm ơn. Thăm ba viếng xong xin được kính mời quý vị trở về để đón tiếp gia đình xơi nước. Xin được kính mời đại viếng của hai cháu Quyết Dùng, con ông Bill, tình cảm hàng xóm trở về thăm ma viếng, trân trọng và kính mời.
của gia đình con cháu của thông gia tại Chi Lăng Lạng Sơn. Của ơi là tình cảm thông gia với cụ. Cụ ơi con cháu của thông gia ở tại Chi Lăng Lạng Sơn đi ngày nay nhận được tin bao buồn. Cụ ơi quê nhà cụ chút đi hơi thở cuối cùng. Lúc này đấy con cháu của thông gia về chiến tranh sinh sản để việc tâm nhan đi xin lịch bày tỏ đôi đời. Ôi cô ơi con đi cháu của thông gia về đây để việc ghi đôi đời này xin thắp tuần đi nhan đi thương ngoài hồn đi mập mi xôi cổ gà lúc này đây đôi đời than đi thở đôi đời trước giờ cụ ra đi. Bài đây viếng của kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa toàn thể tăng quyến, kính thưa hương hồn cụ Mai Quốc Sủng, chúng cháu đại diện cho anh chị em trạm bán buôn công ty dịch vụ khách sạn Thái Nguyên được tin cụ 250 về với tiên tổ, đại diện cho anh em trạm bán buôn, chúng cháu đến có vòng hoa lễ viếng kính viếng hương hồn cụ, thắp nén hương thơm vĩnh biệt cụ và chia buồn sâu sắc cùng tăng quyến để tưởng nhớ cụ. Xin một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, gia đình và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn quý vị đã có lòng về thăm viếng vong linh hương hồn cụ. Sau khi làm lễ thăm nhang thăm viếng cụ xong, xin mời công các bà nối chân về nơi tiếp đón của gia đình uống nước chúc buồn cùng tăng quyến gia đình và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo xin mời đến viếng của gia đình cháu Tuyết Phẩm là bạn của gia đình con gái Cường Hương của cụ và làm lễ thăm nhang viếng cụ, xin trân trọng kính mời. Nhận biết tin cụ Mai Quốc Sùng đã ra đi không còn nữa, lớp văn hóa nghệ thuật quần chúng trường văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, bạn của con trai út Mai Xuân Thắng về đây có lẽ mọi tuần nhang thơm kính viếng hương hồn cụ, chúc cụ yên giấc ngủ ngàn thu, phù hộ độ trì cho chúng cháu trên đời luôn được mạnh khỏe bình an. Truyền lời cảm ơn của gia đình tăng chủ thắp nhang làm lễ viếng xong, mời quý vị lui chân ra bàn trà uống nước, gia đình xin chân thành cảm ơn.